tài liệu lịch sử mà các doanh nghiệp đã tham gia hoạt động từ thiện, đã đóng góp cho cái tổ chức từ thiện và những cái nguyên nhân xứng đáng khác ngay trong những cái thời kỳ bị chi phối bởi cái nền kinh tế cổ điển. Còn đối với nghĩa vụ cộng đồng thì các nghĩa vụ cộng đồng tự nguyện nó cải thiện, làm đẹp và nâng cao tinh thần cũng như là những cách thích ứng này có thể nhìn thấy được. Ví dụ như là cái nỗ lực hợp tác sau cái nội chiến giữa tuyến đường sắt và MCA để cung cấp các cái dịch vụ cộng đồng do đường sắt phục vụ khu vực, mặc dù những cái dịch vụ này mang lại lợi ích kinh tế cho các tuyến đường sắt nhưng chúng vẫn đồng thời làm từ thiện. Còn đối với chủ nghĩa làm cha thì cuối thế kỷ 19 và sang thế kỷ 20 thì chủ nghĩa làm cha nó xuất hiện dưới nhiều hình thức. Một trong những cái ví dụ đó là công ty thành phố, mặc dù động cơ của doanh nghiệp đó là tạo ra các kia thị trấn công ty hỗn hợp, doanh nghiệp phải thực hiện một cái lượng lớn công việc trong việc quản lý chúng. Còn về động lực giữ chính quyền trong tay thì vào những năm 1930 thì báo hiệu sự chuyển đổi từ nền kinh tế chủ yếu sang nền kinh tế hỗn hợp, trong đó doanh nghiệp nhận thấy mình là một trong những cái khu vực bầu cử được giám sát bởi chính phủ. Về ý nghĩa của SCR thì cho đến thời điểm này, một định nghĩa đơn giản về trách nhiệm xã hội đã thực sự. Thứ nhất đó là trách nhiệm xã hội đang sinh túc tác động của đồng và xã hội, mặc dù nghĩa này có sự mơ cố hữu biết các định nghĩa nó đang phát triển cũng có những cái hạn chế. Với định nghĩa thứ hai, nó là nghĩa vụ của những người ra đi quyết định thực hiện các hành động nhằm bảo vệ cải thiện phúc lợi của toàn xã hội cùng với lợi ích của chính họ. Mô tả này nó gợi ý hai khía cạnh tích cực của trách nhiệm xã hội: bảo vệ và nâng cao. Còn cùng là công ty không chỉ có kinh tế và các nghiệp vụ pháp lý nhưng cũng có những cái trách nhiệm đối với xã hội vượt ra ngoài những định nghĩa cũng ích khá chung nhưng mà không giống như hai cái định nghĩa trước nó đặt ra xã hội trong bối cảnh so với các cái mục tiêu và luật pháp của kinh doanh. Và mô hình này nó hấp dẫn thừa nhận quan trọng của các mục tế ví dụ như lợi nhuận song các nghị pháp luật đồng thời bao cái phạm vi rộng hơn về quan niệm trách nhiệm của công ty. Em xin nhiều phần thuyết trình lại cho bạn. Em tên Lâm, em xin thuyết trình phần tiếp theo của nhóm em, đó là bốn thành phần của CSR. Thì trách nhiệm kinh tế nghĩa là doanh nghiệp có nghĩa vụ tạo ra lợi nhuận, cung cấp việc làm và sản xuất ra sản phẩm dịch vụ mà khách hàng cần. Về trách nhiệm luật pháp nghĩa là doanh nghiệp có nghĩa vụ tuân theo các luật lệ, luật pháp của địa phương, của đất nước và cả các luật quốc tế trong quá trình hoạt động. Và có ví dụ như khi công ty chúng ta kinh doanh một loại sản phẩm gì đó đều phải tuân thủ các luật pháp liên quan quy định tới cái mặt hàng đó. Về trách nhiệm đạo đức nghĩa là doanh nghiệp cần đáp ứng cái chuẩn mực kỳ vọng của xã hội, những điều không được ghi trong luật. Cụ thể hơn là trách nhiệm đáp ứng các chuẩn mực kỳ vọng của các bên liên quan gồm có khách hàng, nhân viên, cổ đông và cộng đồng. Ví dụ cho trách nhiệm này là trả lương cho nhân viên, không bóc lột sức lao động, tương thưởng xứng đáng. Trách nhiệm từ thiện nhân đạo nghĩa là doanh nghiệp đáp ứng các kỳ vọng từ xã hội. Doanh nghiệp cũng nên giống như là những công dân tốt, ví dụ như công ty Vinamilk tài trợ cho chương trình 1 triệu ly sữa cho chị em có hoàn cảnh khó khăn và ảnh hưởng bởi dịch Covid. Hay là kim tự tháp CSR.
từ thì đây là trách nhiệm cao nhất, vượt xa mọi kỳ vọng, và trách nhiệm này được đề cập đến việc thành một công dân tốt sẽ tích cực cải thiện thế giới xung quanh. Thứ hai là trách nhiệm đạo đức, thực hiện những việc đúng đắn và công bằng. Thứ ba là trách nhiệm pháp lý, tuân theo luật pháp của đất nước và địa phương. Thứ tư là trách nhiệm kinh tế, mang lại lợi nhuận. Có trách nhiệm về mặt kinh tế cũng có nghĩa là bạn có thể tạo ra và duy trì các công ăn việc làm cho cộng đồng, đóng góp sản phẩm, dịch vụ giờ hữu ích, không gây hại cho xã hội. Và phần thuyết trình của em tới đây là hết, và em xin nhường phần thuyết trình cho bạn tiếp theo. Em chào cô, em tên là Hoàng Như Quỳnh, em xin thuyết trình phần tiếp theo, đó là phương trình CSR. Doanh nghiệp được kỳ vọng là sẽ hoàn thành đồng thời tất cả các trách nhiệm của mình. Việc xác định vị trí kinh tế, pháp lý, đạo đức và từ thiện, cố gắng khắc họa bản chất cơ bản hoặc là cơ bản của bốn loại này đối với sự tồn tại của doanh nghiệp trong hệ thống kinh tế tư bản. Các trách nhiệm kinh tế và pháp lý được yêu cầu bởi xã hội, còn trách nhiệm đạo đức và nhân ái là được xã hội mong đợi và mong muốn. Trong các hệ thống kinh tế phi tập trung, thứ tự của bốn trách nhiệm có thể được các xã hội đó nhìn nhận một cách gọi là một cách khác nhau. Tổng trách nhiệm xã hội của hoạt động kinh doanh bao gồm việc thực hiện đồng thời các trách nhiệm kinh tế, pháp lý, đạo đức và từ thiện của công ty. Điều này có thể được minh họa dưới dạng một phương trình như sau. Đó là tổng CSR của công ty bằng trách nhiệm kinh tế cộng với trách nhiệm pháp lý cộng với trách nhiệm đạo đức cộng với trách nhiệm từ thiện. Nói một cách dễ hiểu thì công ty có trách nhiệm xã hội nên phấn đấu là tạo ra lợi nhuận, tuân thủ luật pháp, có đạo đức và là một công dân tốt của doanh nghiệp. Và một số ví dụ CSR của Việt Nam đó là tập đoàn Toyota Go Green. Đây là một chương trình nhỏ về trách nhiệm môi trường ở Việt Nam. Ví dụ là điển hình là thương hiệu xe Toyota. Chiến dịch này cung cấp các kiến thức về vấn đề môi trường hiện nay nhằm gia tăng ý thức của người dân. Bên cạnh Toyota còn có nhiều tên tuổi khác đi đầu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và nhiều sự kiện khác nhau như là với Panasonic và Canon, hoặc là ngoài ra còn có chương trình I Love Việt Nam của Honda. Đây là một ví dụ khác về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam. Cụ thể là Honda với chiến dịch là I Love Việt Nam. Chiến dịch này nhằm giáo dục người tham gia giao thông một cách an toàn và đúng luật. Qua phần tiếp theo là các công ty phải làm gì để nhìn thấy với tư cách trách nhiệm xã hội, gồm có 20 trách nhiệm xã hội của công ty. Tiếp theo là phần nhận ảnh hưởng của các bên liên quan. Kim tự tháp CSR là một mô hình bên liên quan năng động, bền vững. Điều đặc biệt quan trọng cần lưu ý của CSR gồm 4 phần, và kim tự tháp CSR đại diện cho các mô hình, các bên liên quan năng động và bền vững. Mỗi thành phần trong 4 thành phần của trách nhiệm đề cập đến các bên liên quan khác nhau về mức độ ưu tiên khác nhau mà các bên liên quan bị ảnh hưởng, và các trách nhiệm này có thể thay đổi theo thời gian. Đầu tiên là trách nhiệm kinh tế tác động mạnh mẽ đến chủ sở hữu, cổ đông và nhân viên, bởi vì nếu doanh nghiệp không bền vững về tài chính, chủ sở hữu, cổ đông và nhân viên sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Khi các cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu gần đây xảy ra thì chủ sở hữu và cổ đông bị mất tiền và nhân viên bị di dời và ảnh hưởng một cách gọi là đáng kể. Thứ hai là trách nhiệm pháp lý, chắc chắn là rất là quan trọng đối với chủ sở hữu và cổ đông. Nhưng trong xã hội ngày nay thì mối đe dọa kiện tụng chống lại doanh nghiệp phát sinh thường xuyên nhất từ nhân viên và các bên liên quan của người tiêu dùng. Thứ ba là trách nhiệm đạo đức ảnh hưởng đến tất cả các nhóm, các bên liên quan. Nhưng việc kiểm tra các vấn đề về đạo đức mà doanh nghiệp phải đối mặt ngày nay cho thấy rằng là chúng có liên quan đến người tiêu dùng, nhân viên và môi trường. Cuối cùng là trách nhiệm từ thiện ảnh hưởng nhiều nhất đến cộng đồng. Nhưng có thể được lý giải là các nhân viên sẽ bị ảnh hưởng
từ hoạt động từ thiện của công ty, ảnh hưởng đến tinh thần và sự hài lòng của các nhân viên. Nghĩa là trong trong các xã hội định hướng lợi nhuận, chẳng hạn như chủ nghĩa tư bản, trách nhiệm kinh tế là hình thức tốt nhất về mặt đạo đức của một hệ thống kinh tế. Về phạm trù trách nhiệm pháp lý thì cần nhấn mạnh rằng tất cả các luật đều được xác định dựa trên cơ sở đạo đức trước khi chúng được chính thức hóa thành luật. Nói một cách tóm lại thì đạo đức sẽ xuyên suốt cả bốn cấp độ trong kim tự tháp, liên quan đến các ứng dụng toàn cầu, đến quốc gia, châu lục và các nền văn hóa khác. Kim tự tháp CR có thể không phản ánh chính xác các ưu tiên hiện có ở đó, nhưng người ta có thể lập luận rằng là bốn loại này có thể tồn tại trong các môi trường khác, nhưng trình tự của chúng có thể không tuân thủ theo kim tự tháp, mà có thể biến đổi một cách ngẫu nhiên dựa trên các nền kinh tế, chủ yếu là theo kiểu Mỹ và tư bản. Ví dụ như là ở châu Âu, nhiều quốc gia là nền dân chủ xã hội và chính phủ đóng một cái vai trò lớn hơn trong việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ so với ở Hoa Kỳ. Và do đó là CSR và các cấp độ trong kim tự tháp có thể có ý nghĩa khác và được liên kết với nhau theo một cách thức hơi khác khác. Có ba loại chính của công ty có trách nhiệm xã hội được đề cập ở đây. Các công ty khởi nghiệp, xã hội, các công ty tư nhân xã hội và những người chấp nhận chính thống. Đầu tiên là các công ty khởi nghiệp xã hội là những công ty đã bắt đầu các sáng kiến CSR của họ ngay từ khi mới thành lập và tiến hành nó một cách có chiến lược. Một phần lớn nhiệm vụ ban đầu của họ là mang lại sự thay đổi xã hội hoặc là phản ánh giá trị xã hội nhất định như một phần đặc trưng của tổ chức họ. Một doanh nghiệp xã hội thường có ít nhất hai mục tiêu để đạt được kết quả xã hội, văn hóa hoặc cộng đồng và kiếm thêm doanh thu. Ví dụ như là Tom Sue, từ khi thành lập, Tom Sue đã không chỉ tìm cách sản xuất và bán sản phẩm chất lượng mà còn mang lại sự thay đổi xã hội bằng cách xây dựng một chương trình là tặng giày cho chị em nghèo, một đôi cho một. Nói chung là tinh thần kinh doanh xã hội đã dẫn đến việc hình thành mà một số người gọi là doanh nghiệp xã hội. Thứ hai là các công ty có quan hệ xã hội nội bộ là các công ty không có chương trình xã hội cụ thể như Quỳnh, một phần. Quỳnh ơi, cho câu hỏi chút là như là nãy giờ em chỉ nói ở cái nội dung ở cái phần là những ảnh hưởng của các bên liên quan đúng không? Em chưa qua những phần khác đúng không? Qua rồi cô, chắc bạn nhấn slide bị chậm đó cô. Nãy giờ chỉ có thấy một cái slide duy nhất đó là những cái ảnh hưởng đối với hoạt động trách nhiệm xã hội thôi. Dạ, bạn qua slide giúp mình với nha. Qua thêm một slide nữa. Nghĩa là khi mà em thuyết trình thì như vậy em thấy được rằng là hả là bạn đang hả là đang chiếu slide ở số mấy và nội dung gì đúng không ạ? Dạ. Nhưng tại sao hả là bây giờ chỉ có một slide không mà tại sao em không nói bạn mà thay chuyển slide để mà nhảy như vậy hả là lúc này là em chỉ nhìn em đọc thôi chứ còn em đâu có phải là người thuyết trình. Dạ, bạn chiếu slide là một bạn khác đó cô. Đồng ý bạn chiếu slide là một bạn khác nhưng mà trong quá trình bạn chiếu slide thì em có biết có thấy được rằng là bạn chiếu những slide nào không? Dạ, có. Các bạn phải để ý chứ bây giờ hả là bạn mình mà chiếu slide hả không đúng với những cái nội dung mình thuyết trình thì như vậy thì làm sao mà nói có ý nghĩa gì ở đây? Rồi, cô xin lỗi cô tắt ngang em nhưng mà bởi vì rằng hả cái nội dung nó không có được trôi chảy cho nên lúc này là bắt buộc cô phải là hỏi thôi. Chứ những bạn khác tại sao cô không hiểu là tại sao những bạn khác cũng không có ý kiến gì hết. Dạ, em xin lỗi cô. Rồi mời các bạn tiếp tục đi ạ. Dạ, em xin thuyết trình tiếp là ba loại chính của công ty có trách nhiệm xã hội
là gồm có thứ nhất là các công ty khởi nghiệp xã hội, là những công ty đã bắt đầu các sáng kiến CSR của họ ngay từ khi mới thành lập và tiến hành nó một cách có chiến lược. Một phần lớn nhiệm vụ ban đầu của họ là mang lại sự thay đổi xã hội hoặc phản ánh các giá trị xã hội nhất định như một phần đặc trưng của tổ chức họ. Một doanh nghiệp xã hội thường có ít nhất là hai mục tiêu: đạt được các kết quả xã hội, văn hóa hay cộng đồng, và để kiếm thêm doanh thu. Ví dụ như là Tom Su, từ khi thành lập, Tom Su đã không chỉ tìm cách sản xuất và bán sản phẩm chất lượng, mà còn mang lại sự thay đổi xã hội bằng cách tặng cho trẻ em nghèo một đôi giày, với câu slogan là một đôi cho một. Tinh thần kinh doanh xã hội đã dẫn đến việc hình thành cái mà một số người gọi là doanh nghiệp xã hội. Thứ hai là các công ty có quan hệ xã hội nội bộ, là các công ty không có chương trình xã hội cụ thể như một phần trong quá trình hình thành ban đầu của họ, nhưng sau đó đã phát triển một chương trình hoặc chương trình xã hội rất dễ thấy, ví dụ như là về Microsoft hoặc là Starbucks. Nhờ sự đổi mới đó và chấp nhận rủi ro, các công ty này đã trở thành những tấm gương tiêu biểu cao về trách nhiệm xã hội và tính bền vững. Cuối cùng là các công ty mẫu mực về CSR sẽ bao gồm tất cả các doanh nghiệp thông thường khác đã áp dụng, thực hành và đạt được một số mức độ xuất sắc hoặc là được công nhận đối với chính sách và thực tiễn có trách nhiệm với xã hội. Động cơ của việc này là bao gồm một hoặc là nhiều điều sau. Đầu tiên là đạt được lợi thế cạnh tranh. Thứ hai là giảm chi phí, nâng cao danh tiếng của họ, bắt chước những gì mà các công ty khác đã và làm, hoặc là thực hiện khái niệm công dân doanh nghiệp của riêng họ. Ví dụ như là công ty Apple. Nói chung, không phải lúc nào cũng dễ dàng xác định rõ ràng từng công ty thuộc các danh mục nào, vì một số công ty có sự trùng lập với nhau. Ba loại mô hình này được cung cấp một cách tốt nhất để hiểu phạm vi chiến lược mà các công ty kinh doanh khác nhau đã được thực hiện theo sứ mệnh và có ý thức xã hội, trở thành các mô hình vai trò dễ thấy cho các doanh nghiệp khác, hoặc là đang đi tìm cách tích hợp trách nhiệm xã hội và tính bền vững vào hoạt động hàng ngày của họ. Dạ, phần thuyết trình của em đến đây là hết. Em xin nhường phần thuyết trình cho bạn tiếp theo ạ. Dạ, em chào cô và các bạn ạ. Em tên là Thư và em sẽ thuyết trình phần tiếp theo của nhóm em, đó là tranh luận về CSR. Thì ở đây có hai phần, đó là lập luận chống lại và một bên là lập luận ủng hộ về CSR. Đầu tiên đó là kinh Camera tế đúng học. không? Dạ, cô đợi em một chút nha, tại vì nó bị lỗi một chút thôi.
Thưa, hình như Thư quên bật mic rồi á. Dạ em xin lỗi. Em xin được thuyết trình lại. Đầu tiên đó là lập luận chống lại CSR. Mọi người có nghe rõ không ạ? Dạ em cảm ơn. Ý đầu tiên đó là kinh tế học cổ điển. Thì theo quan điểm của kinh tế học cổ điển thì đây cho rằng là trách nhiệm duy nhất của doanh nghiệp đó là tối đa hóa lợi nhuận và gia tăng giá trị của cổ đông. Còn chính phủ phải quan tâm đến lợi ích của xã hội. Do đó mà trách nhiệm chủ trì thực hiện trách nhiệm xã hội thì nên thuộc về chính phủ chứ không phải là của các cái doanh nghiệp kinh doanh. Hơn nữa, các trách nhiệm xã hội thuộc lĩnh vực của nhà nước và là chủ thể cung cấp thuộc các cái dịch vụ công vì lợi ích công cộng và phi lợi nhuận. Cho nên chỉ có nhà nước mới có đủ thông tin để quyết định đúng đắn trong cái việc phân bổ các nguồn lực hiệu quả. Thứ hai đó là doanh nghiệp không được trang bị. Thì doanh nghiệp không được trang bị để mà xử lý các hoạt động xã hội. Một lập luận khác thì cho rằng là các cái công ty nhằm tạo ra sản phẩm hoặc là cung cấp sản phẩm, dịch vụ hơn là xử lý các hoạt động phúc lợi. Họ không có chuyên môn hoặc là kiến thức cần thiết để mà xử lý các cái vấn đề về xã hội. Ngoài ra thì nếu mà các nhà quản lý đang tập trung vào các trách nhiệm xã hội thì họ sẽ không thực hiện hết công suất và nhiệm vụ chính của mình đối với công ty. Điều này cũng sẽ dẫn đến một cái lý do thứ ba đó là làm loạn các cái mục đích kinh doanh. Qua slide cho mình quá. Điều này nó sẽ pha loãng các cái mục tiêu về kinh tế. Thì bằng cách chấp nhận trách nhiệm xã hội thì doanh nghiệp sẽ thỏa thuận với các cái mục tiêu về kinh tế. Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế và trách nhiệm duy nhất của nó chỉ là tạo ra lợi nhuận tối đa cho chủ sở hữu. Thì đây là nó sẽ gây ra nguy hiểm cho khả năng về kinh tế nếu như mà nó chấp nhận bất kỳ một trách nhiệm nào khác. Tiếp theo đó là ở doanh nghiệp thì nó đã có quá nhiều quyền lực. Doanh nghiệp thì có đủ những cái quyền lực và sử dụng với đủ những quyền lực về xã hội. Nó nên cho nên là nó không cần có những cái có thêm những cái quyền lực khác để mà khiến cho nó càng thêm mạnh mẽ hơn. Thứ ba đó là khả năng cạnh tranh toàn cầu. Thì nếu mà theo lập luận này thì nó sẽ hạn chế khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Những người ủng hộ CSR thì cho rằng là các đơn vị kinh doanh có khả năng vô hạn để mà thực hiện các cái mong muốn xã hội. Tuy nhiên thì nó không như vậy. Các cái công ty thì có khả năng phản ứng với những thay đổi xã hội rất là hạn chế. Cho nên là các hành động xã hội sẽ làm tăng chi phí và giá cả. Thì điều này sẽ đặt các doanh nghiệp vào những cái thế bất lợi trong cạnh tranh so với các cái doanh nghiệp không đáp ứng được xã hội. Còn một bên thì là ủng hộ về CSR. Ý đầu tiên đó là tư lợi được khai sáng. Thì các doanh nghiệp thì phải được thực hiện các hành động để đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài. Thì đối với vấn đề tồn tại lâu dài thì tổ chức kinh doanh là thiết chế quyền lực xã hội. Và sự chấp nhận của họ đối với xã hội sẽ bị phủ nhận nếu như mà họ phớt lờ các vấn đề về xã hội. Để tránh những hủy hoại về lâu dài thì các doanh nghiệp kinh doanh phải chịu các trách nhiệm về xã hội. Và các doanh nghiệp đảm nhận các cái trách nhiệm xã hội thì có thể bị thiệt hại trong ngắn hạn. Nhưng mà khi thực hiện những cái nghĩa vụ đối với xã hội thì sẽ có lợi đối với sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp. Và ý tiếp theo đây cũng là một trong những lý do thiết thực nhất, đó là tránh được những quy định của chính phủ. Sự không phù hợp đối với các chuẩn mực xã hội thì có thể dẫn đến các hạn chế về luật pháp. Chính phủ thì ảnh hưởng trực tiếp đến các cái tổ chức thông qua những cái quy định ra lệnh họ nên làm gì và không nên làm gì. Nhiều cơ quan có những cái nhiều cơ quan khác nhau thì giám sát được các cái hoạt động kinh doanh. Ví dụ như là Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Trung ương thì xử lý các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường. Hay là nhân viên tổng công ty bảo hiểm nhà nước thì thúc đẩy các vấn đề liên quan đến sức khỏe của nhân viên. Thì nếu như mà các tổ chức vi phạm các quy định này thì sẽ bị phạt tiền hoặc là các cái hình phạt khác. Nói một cách khác thì nếu như doanh nghiệp không có trách nhiệm xã hội thì chính phủ sẽ tạo ra những các cái quy định mới và thiết lập các cái hình phạt đối với các công ty. Thì điều này đặc biệt xảy ra đối với những cái vấn đề của những cái doanh nghiệp mà gây ra những cái vấn đề về ô nhiễm môi trường. Tiếp theo đó là nguồn lực. Các nguồn lực có sẵn thì do là doanh nghiệp đã có những cái nguồn lực có sẵn như là chẳng hạn như là vốn, lao động, chuyên môn hay là doanh nghiệp có những cái vị trí
vị thế tốt hơn để mà giải quyết các vấn đề xã hội và hoạt động vì các mục tiêu xã hội. Thì do là các cái doanh nghiệp có những cái nguồn lực lớn như thế nên là hãy để cho doanh nghiệp giải quyết những cái vấn đề về xã hội. Tiếp theo là công chúng ủng hộ. Thì lực lượng lao động được liên kết thành những cái công đoàn và yêu cầu các cái doanh nghiệp kinh doanh phải bảo vệ quyền lợi của họ, và để nhận được sự ủng hộ của người lao động thì các tổ chức cứ thực hiện xã hội, thực hiện các trách nhiệm đối với người lao động của mình. Và người tiêu dùng ngày nay họ là những cái chân, họ là chân đế, và tất cả các hoạt động tiếp thị đều xoay quanh họ. Người tiêu dùng sẽ không mua những gì mà chúng ta cung cấp, anh ta chỉ mua những cái gì mà anh ta muốn. Các công ty thì không đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng thì họ sẽ dễ bị đóng cửa. Bên cạnh đó thì các tế bào người tiêu dùng để mà bảo vệ người tiêu dùng chống lại các hoạt động chống người tiêu dùng. Do đó mà chủ quyền của người tiêu dùng đã buộc các công ty phải chấp nhận phản ứng của xã hội đối với họ. Và cuối cùng, ý cuối cùng đó là hành động chuyên nghiệp thì tốt hơn là hành động lại, và hành động chuyên nghiệp thì sẽ ít tốn kém hơn. Có slide mình. Đây là 6 cái lý do nên áp dụng CSR. Đầu tiên đó là sự đổi mới. Trong bối cảnh của CSR thì đổi mới là một lợi ích to lớn cho một công ty và xã hội. Sự khác biệt về thương hiệu thông qua các cái đổi mới và trách nhiệm xã hội là điều làm nên sự khác biệt. Ví dụ như là năm 2016, với sự đổi mới trong công nghệ Smart Farm thì Unilever đã tạo ra một cái sản phẩm bột giặt mới đã giúp sử dụng ít lượng nước hơn để mà làm sạch cái xà phòng trên quần áo, và điều này đã giúp cho Nam Phi đã trải qua cái đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 30 năm, đã giúp họ sử dụng ít nước hơn. Tiếp theo đó là tiết kiệm về chi phí. Một trong những cách đơn giản nhất để một công ty bắt đầu tham gia vào sự bền vững đó là sử dụng nó để mà cắt giảm chi phí. Ví dụ như năm 2016 thì chính phủ Hoa Kỳ đã thúc đẩy xu hướng đối với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bằng cách là khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn lực, và với sự gia tăng dân số của mình thì nguồn lực ngày càng trở nên hữu hạn, và việc loại bỏ các chất thải hay là tái sử dụng vật liệu ngày càng trở nên cần thiết. Các biện pháp như vậy thì dẫn đến tiết kiệm, và một yếu tố mà Google Green đang kiếm được một lượng tiền mặt đáng kể đó là kể từ khi bắt đầu chiến dịch năng lượng xanh vào năm 2010 thì Google đã đầu tư hơn 3,5 tỷ USD vào hơn 20 dự án năng lượng tái tạo trên khắp thế giới, bao gồm là một nhà máy năng lượng mặt trời ở sa mạc Atacama. Các trung tâm dữ liệu của công ty đã hiệu quả hơn 50% so với tiêu chuẩn của ngành, và với chi phí gió và năng lượng mặt trời lần lượt giảm 60 và 80%. Tiếp theo là sự khác biệt của thương hiệu. Danh tiếng của công ty sẽ được nâng cao nhờ vào các hoạt động và nhờ vào sự khác biệt của thương hiệu. Và một cách để đạt được điều đó đó là giải quyết các nguồn lực cạnh tranh tiềm ẩn. Kể từ khi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trở nên phổ biến thì việc sử dụng nó để quản lý các đối thủ trên thị trường ngày càng khó hơn. Ví dụ như là Coca hay là và Pepsi thì thường xuyên tìm cách là cướp thị phần của nhau. Tuy nhiên thì cả hai đều tham gia vào các cách tiếp cận tương tự đối với CSR. Cuối cùng thì ngày nay việc phân biệt cái thương hiệu của họ bằng CSR sẽ ngày càng khó khăn hơn, nhưng mà đây vẫn được coi là một trong những lợi ích tiềm năng. Về tư duy dài hạn thì CSR là một cách nhìn của công ty về tương lai, thì đó là một nỗ lực để mà xem lợi ích và tính bền vững của công ty. Các sáng kiến của CSR sẽ giúp các tổ chức lùi lại và quên đi những quý sau trong 1 phút để mà tập trung vào 10 năm kể từ bây giờ. Tiếp theo là sự tham gia của các nhân viên. Tương tự như sự tham gia của khách hàng, tương tự với tương tác với khách hàng sẽ giúp xác định các ngóc ngách của thị trường và xu hướng mới nổi dẫn đến sự phát triển của các sản phẩm và dịch vụ mới. Ví dụ như là trong những năm qua thì Walmart, đây là một công ty đại chúng của Mỹ, đã tự khẳng định mình là một công ty dẫn đầu về
các cái nỗ lực vì môi trường. Và được vào năm 2008 thì Walmart đã thực hiện một chiến dịch quảng cáo được thiết kế để mà nâng cao nhận thức về môi trường và các hoạt động lựa chọn sản phẩm mà người tiêu dùng có thể thực hiện được. Và sử dụng cái CSR này thì có thể giúp cho doanh nghiệp là tương tác với khách hàng của mình theo những cách mới. Tương tự với sự tham gia của khách hàng, thì đối với sự tham gia của nhân viên, thì nếu như một công ty, nếu nhân viên của bạn không biết điều gì đang xảy ra trong một tổ chức của bạn thì bạn đã bỏ lỡ một cơ hội. Nhân viên thì có được cảm giác tự hào và hạnh phúc đối với công ty nếu như mà họ nhận thức được rằng điều gì đó tốt đẹp đang diễn ra. Ví dụ như là một công ty sản xuất của Mỹ về các sản phẩm tiêu dùng một lần, bao gồm những cái cốc đựng của đồ uống hoặc là đĩa dùng một lần, thì đã tạo ra những mạng lưới hành động bền vững để mà khuyến khích nhân viên phục vụ cộng đồng và tập trung vào các ưu tiên về CSR của công ty. Sau đây là những cái lợi ích kinh doanh của CSR. Đó là đầu tiên, đó là dành công việc kinh doanh mới. Và sau đó là tăng khả năng giữ chân khách hàng, phát triển và nâng cao mối quan hệ với khách hàng và nhà cung cấp, mạng lưới, thu hút và giữ chân, duy trì lực lượng lao động hạnh phúc và trở thành nhà tuyển dụng được lựa chọn, tiết kiệm năng lượng, chi phí vận hành và quản lý rủi ro, tạo sự khác biệt, tạo ra công chúng và cơ hội truyền thông tích cực do sự quan tâm của giới truyền thông đối với các hoạt động kinh doanh có đạo đức. Vừa rồi là phần thuyết trình của nhóm em. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Rồi, mời các bạn chia sẻ lại cái slide, cái bài thuyết trình của nhóm ha, để mà những thành viên trong lớp cũng như là cô có những cái câu hỏi liên quan đến cái phần thuyết trình của các bạn. Rồi bây giờ đến cái phần tương tác và thảo luận của các thành viên trong nhóm so với và các bạn trong lớp của mình. Như vậy thì các bạn trong lớp của mình, các bạn có hiểu cái phần trình bày của nhóm B lớp quản trị hay không? Và các bạn có những cái câu hỏi thắc mắc gì liên quan đến cái phần trình bày của nhóm B? Mời các bạn cho cánh tay và trao đổi thảo luận ạ. Các bạn có ý kiến gì không? Bạn không có ý kiến gì có nghĩa đồng nghĩa với việc rằng là các bạn hiểu những cái nội dung mà nhóm B đã trình bày và thuyết trình, đúng không ạ? Nếu như các bạn đồng tình với cái quan điểm như vậy thì là tôi sẽ mời một vài bạn tương ứng trong lớp của mình để mà các bạn giải thích một vài cái nội dung mà nhóm B đã trình bày ha. Mời bạn Trương Thủy Trúc có đi học không ạ? Dạ có. Bạn có thể phân tích trách nhiệm xã hội doanh nghiệp là gì? Bạn có hiểu câu hỏi của cô không?
Bạn Trương Thủy Trúc có hiểu các câu hỏi của mình đặt ra không ạ? Dạ, cô nói lại giùm em ạ. Khi tôi hỏi câu hỏi mà bạn không hiểu, tại sao bạn không hỏi lại mà bạn phải đợi tôi hỏi bạn rồi bạn mới hỏi lại là sao? Các bạn sinh viên năm thứ tư, các bạn ở đây là kỳ cuối cùng mà các bạn học cái môn học này và hả, rồi các bạn đi ra trường các bạn làm gì mà các bạn thấy cái thái độ học tập của các bạn như thế như vậy đó. Bạn phân tích giúp tôi khái niệm hay nói khác là gì? Cái nội dung về việc trách nhiệm xã hội doanh nghiệp là gì? Dạ thưa cô, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp là cam kết của doanh nghiệp đối với đạo đức kinh doanh và đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động và gia đình họ. Như thế nào được gọi là phát triển bền vững? Dạ là trách nhiệm đảm bảo cho sự phát triển của doanh nghiệp luôn được duy trì bền vững. Nhưng mà nghĩ là như thế nào được gọi là bền vững? Bạn có thể cho một cái ví dụ để mọi người hiểu hơn. Mời bạn Đỗ Nhật Hoài An. Dạ có em. Phân tích giúp cô phát triển bền vững là như thế nào? Được gọi là phát triển bền vững. Các bạn là sinh viên năm thứ tư nhưng mà thật sự là những cái buổi đầu tiên mà các bạn nghĩ là cái việc học tập của các bạn làm cho tôi thất vọng hơi bị nhiều. Đinh Phan Ngọc Anh. Bạn Sú Linh Tú Anh có đọc không ạ? Bạn Nguyễn Phạm Văn Anh. Dạ em nghe cô. Phát triển như thế nào gọi là phát triển bền vững?
Bạn Nguyễn Phạm Văn Anh có đi học không ạ? Bạn Dương Phạm Tú Anh. Dạ có. Dạ. Cô em trả lời. Dạ thưa cô, là phát triển bền vững là đáp ứng nhu cầu của các thế hệ hiện tại mà vẫn ổn không lạnh. Em nói rõ lại chút xíu. Dạ thưa cô, là phát triển bền vững là đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại mà vẫn không làm tổn hại, vẫn đảm bảo được sự phát triển. Nhu cầu gì của thế hệ hiện tại? Dạ thưa cô, là nhu cầu tương lai xa và mục tiêu hướng tới của nhiều quốc gia trên thế giới về bảo vệ môi trường. Thì cái bảo vệ môi trường không thôi, ví dụ bây giờ hả, doanh nghiệp của tôi chẳng trả lương cho người lao động thì như vậy lúc này doanh nghiệp của tôi được có gọi là phát triển bền vững không? Dạ không ạ. Vì sao như vậy? Dạ thưa cô, vì ai đi làm cũng muốn kiếm tiền để nuôi sống. Và đi làm kiếm tiền nuôi sống lâu dài đó cô. Rồi, cảm ơn bạn. Đối với cái việc mà phát triển bền vững á, một doanh nghiệp được gọi là phát triển bền vững là một cái doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh của nó được duy trì, được diễn ra thường xuyên, không những cho hiện tại mà được phát triển trong tương lai nữa. Ví dụ, bây giờ một cái doanh nghiệp mà sản xuất sản phẩm mà trong cái quá trình sản xuất đó có cái việc mà ảnh hưởng đến môi trường, có nghĩa rằng làm phá hoại cái môi trường hiện tại, ví dụ thải chất thải ra cái môi trường, ví dụ như bây giờ một cái công ty chẳng hạn như vậy, bây giờ người ta thải cái chất thải ra môi trường, ví dụ như làm ảnh hưởng đến cái tầng ozone chẳng hạn như vậy, hoặc là làm ảnh hưởng đến cái môi trường xung quanh, được chưa, và làm cho cái môi trường xung quanh nó bị tổn hại như vậy, lúc này là cái môi trường xung quanh đó trong tương lai có thể nó không còn được trong lành nữa. Như vậy cái việc sản xuất của công ty này nó ảnh hưởng đến cái thế hệ trong tương lai. Như vậy cái công ty hoạt động như vậy được gọi là không có phải là một công ty hoạt động có cái tính chất ở đây là phát triển bền vững. Được chưa? Như vậy phát triển bền vững là một công ty có hoạt động xuất kinh doanh của nó diễn ra thường xuyên, không chỉ hiện tại mà ở tương lai. Bên cạnh đó nó đảm bảo được cái việc là bảo vệ môi trường. Các cái nguồn tài nguyên không những chỉ cho hiện tại mà còn cho các thế hệ trong tương lai nữa. Một cái câu hỏi khác, bởi vì các bạn không đặt câu hỏi cho nhóm B, chính vì vậy mà tôi phải hỏi các bạn. Ở đây tôi đã nói với các bạn rất là nhiều lần rồi, có nghĩa là trong quá trình học cái học phần này thì tôi yêu cầu các bạn rằng là phải là tương tác, trao đổi, thảo luận để cho lớp học của mình nó sôi động hơn. Hay nói cách khác là này, các bạn cùng thảo luận một cái chủ đề, một cái vấn đề nào đó để hiểu hơn về một cái vấn đề nào đó. Bởi vì hiện tại các bạn là học chỉ một đến hai môn, cho nên lúc này các bạn có thời gian để các bạn tìm hiểu tài liệu, nghiên cứu và phân tích những cái vấn đề mà liên quan đến học phần này. Tuy nhiên là những cái buổi đầu, nhưng mà tôi thấy các bạn rằng là hả, là cái việc mà tìm hiểu tài liệu nghiên cứu mà để tương tác với những thành viên trong lớp, những cái nội dung mà liên quan đến học phần này thì nó chưa có được cao. Cho nên bắt buộc tôi phải là hả, là yêu cầu các bạn phải là tôi phải đánh giá cái phần mà các bạn tương tác thảo luận rất là cao, cho nên hả tôi yêu cầu các bạn là phải tương tác thảo luận, nếu không thì tôi sẽ mời các bạn được chậm. Tiếp theo ha, tôi mời một vài bạn nữa. Bạn Dương Phạm Tú Anh có đi học không ạ? Dạ có. Một cái câu hỏi đặt ra, ví dụ nếu như một cái doanh nghiệp chậm trả lương cho người lao động thì cái doanh nghiệp đó có được gọi là rằng là doanh nghiệp đó thực hiện tốt hoạt động trách nhiệm xã hội hay không? Dạ, cô có thể nói lại câu hỏi được không cô?
Nếu một doanh nghiệp chậm trả lương cho người lao động thì doanh nghiệp đó có được gọi rằng là một doanh nghiệp đó có trách nhiệm đối với xã hội hay không? Vì sao? Dĩ nhiên khi giải thích một vấn đề nào đó phải đưa ra những cái minh chứng lý do bảo vệ cho cái quan điểm của các bạn. Dạ. Dạ thưa cô, theo em nghĩ thì việc mà trả lương chậm trễ dạ, cô cho em ít phút ạ. Rồi trong thời gian chờ đợi bạn Dương Phạm Tú Anh trả lời thì tôi mời bạn Nguyễn Thụy Lan Anh. Dạ thưa cô, là nếu mà doanh nghiệp chậm trả lương cho người lao động thì là không có đủ trách nhiệm trong trách nhiệm xã hội ạ. Vì sao như vậy? Dạ, tại vì ở trong luật lao động người ta có quy định là nếu như mà doanh nghiệp trả lương cho người lao động mà không có rõ lý do thì là nó sẽ phạm luật ạ. Đây người tôi chậm trả lương chứ không phải rằng hả là tôi không trả lương. Đó là quyền lợi của người lao động lúc mà ký hợp đồng với doanh nghiệp ạ. Bây giờ trách nhiệm xã hội doanh nghiệp là gì? Dựa vào cơ sở nào mà bạn nói rằng là hả cái doanh nghiệp đó là không có trách nhiệm đối với xã hội? Là trách nhiệm doanh nghiệp xã hội là trách nhiệm của doanh nghiệp đó, là cam kết của cái doanh nghiệp khi mà thành lập là sẽ đóng góp cho cái việc phát triển bền vững kinh tế của xã hội thông qua cái những cái chuẩn mực về môi trường, về giới và an toàn lao động, quyền lợi lao động, trả lương cho công nhân ạ. Nên đó là nếu mà doanh nghiệp nó trả lương chậm thì nó sẽ vi phạm vào cái cam kết lúc đầu lúc thành lập doanh nghiệp của mình. Nhưng mà lúc này hả cái việc mà chậm trả lương cho người lao động thì doanh nghiệp nó vi phạm cái yếu tố nào trong cái việc thực hiện trách nhiệm xã hội? Tố quyền lợi lao động và trả lương công bằng ạ. Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp nó bao gồm có mấy thành phần chính? Dạ là bốn ạ, là kinh tế, pháp lý, đạo đức và lòng bác ái. Ok, kinh tế. Như vậy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đối với lại cái lĩnh vực gọi là cái trách nhiệm về mặt kinh tế thì như vậy ở đây có ý nghĩa là gì? Dạ sao ạ? Em không nghe rõ ạ. Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đối với cái thành phần thứ nhất là thành phần về kinh tế thì ở đây á, cái thành phần kinh tế này nó có ý nghĩa gì khi mà doanh nghiệp thực hiện hoạt động trách nhiệm xã hội? Trách nhiệm xã hội của trong lĩnh vực kinh tế là phải sản xuất hàng hóa và dịch vụ mà xã hội cần ạ, và muốn với một mức giá mà có thể duy trì cho doanh nghiệp đó và làm thỏa mãn nghĩa vụ của doanh nghiệp với các nhà đầu tư của mình ạ. Rồi đối với lại cái thành phần thứ hai, pháp lý là như thế nào? Dạ là trách nhiệm là phải thực hiện những cái quy định về pháp lý đối với những cái bên liên quan ạ. Những như là bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ môi trường hay là khuyến khích và ngăn chặn các hành vi sai trái ạ. Còn trách nhiệm đạo đức là sao? Dạ, trách nhiệm đạo đức là những cái hành vi và hoạt động mà xã hội mong đợi ở doanh nghiệp ạ. Ví dụ như là cái việc mà doanh nghiệp mình có làm từ thiện hay là những cái tổ chức cộng đồng. Nếu như doanh nghiệp của tôi không thực hiện hoạt động từ thiện thì doanh nghiệp của tôi có phải là một doanh nghiệp có trách nhiệm đối với xã hội không? Dạ không ạ, nó chỉ là cái từ thiện chỉ là bao gồm một cái nhỏ ở trong cái khía cạnh đạo đức của doanh nghiệp thôi ạ. Đạo đức là riêng mà từ thiện là riêng mà, nó đâu có phải là nằm chung với nhau. Dạ. Đúng không? Bởi vì có một trách nhiệm đạo đức riêng và trách nhiệm từ thiện riêng. Dạ.
Đúng vậy. Như vậy nếu như mà doanh nghiệp của tôi hỏi là tôi hỏi nếu như doanh nghiệp của tôi không thực hiện các hoạt động từ thiện đó, như vậy lúc này nghĩa là không có cái chương trình hoạt động từ thiện gì cho gọi là cho cộng đồng hết, thì như vậy lúc này tôi doanh nghiệp của tôi có được gọi là có doanh nghiệp có trách nhiệm đối với xã hội hay không? Dạ có. Không thực hiện hoạt động trách nhiệm xã hội nha, chứ không phải là thực hiện hoạt động trách nhiệm xã hội. Như vậy lúc này có kết luận doanh nghiệp của ta có trách nhiệm đối với xã hội hay Dạ không không làm từ thiện, nhưng mà chỉ như là cái việc từ thiện chỉ là một phần trong cái phần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Nếu như mà cái điều thực hiện từ thiện thì nó sẽ là đúng, nhưng mà nó không hoàn toàn đánh giá được một doanh nghiệp là không có trách nhiệm xã hội. Rồi, cảm ơn bạn Lan Anh. Rồi, tiếp theo đặt ra câu hỏi cho các bạn nhóm B ở cái phần bạn phân tích ở cái phần mà hãy là lập luận mà chống lại hoặc là trách nhiệm xã hội ở cái slide số số 3 số 4 gì á, slide tương ứng không phải. Ở cái phần bạn Anh Thư trình bày á. Các bạn mở slide đó ha. Thì tôi hỏi đặt cái câu hỏi cho các bạn này. Cái lập luận mà chống lại, các bạn chuyển slide giúp tôi ạ. Cái lập luận mà chống lại hoạt động trách nhiệm xã hội nè, CSR các bạn ha, gọi là CSR, đó là nói tiếng Anh, còn nếu các bạn nói tiếng Việt đó là anh là CSR, ok không sao cả đó, nhưng mà tôi thường tôi đọc quen gọi là CSR được chưa. Thì như vậy lúc này cái lập luận mà chống lại thì người ta nói rằng là gì, có một cái quan điểm cho rằng doanh nghiệp không được trang bị đầy đủ các nguồn lực để thực hiện hoạt động trách nhiệm xã hội. Đối với các bạn phân tích cái quan điểm này như thế nào, có nghĩa rằng là các bạn đồng tình với cái quan điểm này hay là các bạn cũng chống lại cái quan điểm này, và vì sao như vậy, các bạn phải đưa ra những cái lý do phân tích cái lập luận này như thế nào ạ. Các bạn có hiểu rõ câu hỏi của mình không ha? Dạ có ạ. Cô cho nhóm em một ít phút để thảo luận chung đúng không ạ? Như vậy tôi đọc một vài cái câu hỏi nữa để các bạn thảo luận luôn và các bạn sẽ là trả lời tiếp này. Cái quan điểm thứ nhất là doanh nghiệp không được trang bị đầy đủ các cái nguồn lực để thực hiện hoạt động trách nhiệm xã hội. Đó là những cái lập luận chống lại hoạt động trách nhiệm xã hội để trả của doanh nghiệp. Cái lập luận thứ hai người ta nói rằng là trách nhiệm xã hội doanh nghiệp là việc của nhà nước, không phải là việc của doanh nghiệp. Đó, như vậy những cái quan điểm này các bạn thấy như thế nào ha? Tiếp theo, khi doanh nghiệp thực hiện hoạt động trách nhiệm xã hội thì giảm cái khả năng cạnh tranh toàn cầu, có phải như vậy không? Đó là ba cái câu hỏi về cái lập luận mà chống lại cái việc thực hiện hoạt động trách nhiệm xã hội, được chưa? Rồi còn những cái câu hỏi liên quan đến cái ủng hộ thì tôi sẽ hỏi sau. Thì ra đó là ba câu hỏi các bạn phân tích và các bạn đưa ra cái quan điểm của các bạn về những cái lập luận này như thế nào, ủng hộ hay là các bạn cũng chống đối lại, hay là các bạn quan điểm của các bạn như thế nào, phân tích giúp tôi ba cái câu hỏi tôi mới vừa nói ha.
Rồi hết giờ rồi, mời các bạn trả lời câu hỏi ha. Dạ, em xin được trả lời câu hỏi. Ý đầu tiên đó là cái doanh nghiệp mà không được trang bị, thì đây là trong những cái phần nằm ở trong phần là lập luận chống lại cái CSR. Theo em, nếu mà là một người tiêu dùng thì em vẫn nghĩ là doanh nghiệp này nên thực hiện trách nhiệm xã hội, mặc dù là nó không có được trang bị nhưng mà nó vẫn đủ những cái nguồn lực để mà thực hiện trách nhiệm xã hội của mình một cách tốt. Bạn giải thích rõ hơn chút xíu nữa. Nếu mà theo cái lập luận này thì nó là họ không đủ chuyên môn để mà xử lý các cái trách nhiệm về xã hội, và chủ yếu những cái trách nhiệm xã hội này thì thuộc về nhà nước, bởi vì nhà nước họ là những cái thực hiện những cái lợi ích vì cộng đồng và phi lợi nhuận, nên là doanh nghiệp thì họ là những cái chủ thể mà hoạt động vì mục đích là tạo ra lợi nhuận là chủ yếu, cho nên là Đồng ý, đó là những cái lập luận, đó là những cái quan điểm của những người chống lại hoặc là trách nhiệm xã hội. Nhưng mà ý câu hỏi của tôi ở đây rằng là gì, bạn có ủng hộ cái quan điểm này không? Bạn có đồng tình với cái quan điểm này không? Nếu như cái vai trò bạn là một cái doanh nghiệp, được chưa? Bạn là người quản lý của một cái doanh nghiệp, và ví dụ như là có những cái, ví dụ có những nhân viên đi, người ta đề xuất cái ý kiến rằng là doanh nghiệp của mình nên thực hiện hoạt động trách nhiệm xã hội chẳng hạn, như vậy, ví dụ hoạt động từ thiện đi, dễ thấy nhất. Nhưng mà bây giờ ví dụ như bạn là người quản lý, bạn bảo rằng không, cái việc này là cái việc của nhà nước, doanh nghiệp của mình là không được trang bị đầy đủ những cái nguồn lực để mà thực hiện hoạt động trách nhiệm xã hội, đúng vậy? Như vậy lúc này là bạn ủng hộ hay là gọi là bạn cũng phản đối cái lập luận này? Dạ, nếu mà là một doanh nghiệp thì mà theo ý kiến của nhân viên là nên thực hiện những cái trách nhiệm xã hội thì em vẫn là không không có đồng tình với cái lập luận này. Tại vì vẫn nên là thực hiện trách nhiệm xã hội, mặc dù mình không được trang bị đầy đủ nhưng mà mình vẫn có những cái nguồn lực để mà thực hiện một phần nào đó. Rồi đối với ok, đồng ý, tôi cũng có thể là một phần thôi, nhưng mà tôi sẽ là góp ý sau. Đối với cái việc mà thực hiện đoạt trách nhiệm xã hội thì bạn có đưa ra một câu quan điểm nói rằng là khi mà doanh nghiệp thực hiện đoạt trách nhiệm xã hội thì nó sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh toàn cầu, đúng chưa? Đó, bạn cũng đã đưa ra câu quan điểm như thế. Thì như vậy có cái là bạn cũng cũng có ủng hộ cái quan điểm này hay không? Dạ, theo em nếu mà trên cạnh tranh về mức tùy vào mức độ cạnh tranh trên thị trường, và nếu như mà doanh nghiệp này tham gia vào cái khả năng cạnh tranh mà đối thủ cạnh tranh mà họ lớn, hoặc là những cái tuy nhiên theo những cái mặt về người tiêu dùng á, thì có những người thì họ thích thích việc tức là họ quan tâm đến lợi ích của cá nhân họ hơn. Và khi mà những cái doanh nghiệp mà họ thực hiện trách nhiệm xã hội ấy, thì nó sẽ làm tăng cái chi phí của về mặt giá cả lên, và những cái chi phí này thì phần lớn là nó sẽ cộng thêm vào cái giá mà người tiêu dùng phải trả, cho nên là có thể là họ sẽ không có thích việc doanh nghiệp tham gia vào cái trách nhiệm xã hội.
Kiểu nó sẽ làm giảm cái mức cạnh tranh đối với những cái đối thủ của doanh nghiệp á. Dạ. Ok. Nói chung là cái lập luận của bạn, cái giải thích của bạn có thể chấp nhận được. Ok. Tiếp theo ha, những cái câu hỏi tiếp theo này. Đối với lập luận ủng hộ này, người ta nói rằng á là khi doanh nghiệp thực hiện hoạt động trách nhiệm xã hội thì như vậy lúc này là doanh nghiệp tránh được những cái quy định của chính phủ. Khi bạn đưa ra cái quan điểm này thì bạn thấy nó có phù hợp không? Thì dạ, em nghĩ là nếu mà tránh những quy định của chính phủ thì nghe có vẻ hơi lách luật một chút, ăn kiểu như em nghĩ là nó không có phù hợp cho lắm. Nói nó không phù hợp cho nó thì tại sao bạn đưa ra? Dạ, tại đây là một trong những cái phần của bài nên là em cũng muốn đưa vô. Không, bạn thuật sai chứ không phải rằng hả là À, nó dạ không đâu. dạ vậy em xin lỗi, chắc là do em dùng em chưa có check lại kỹ á. Ở đây khi mà doanh nghiệp thực hiện hoạt động trách nhiệm xã hội nó không phải là cái việc mà tránh được những cái quy định của chính phủ, không phải như thế. Có nghĩa rằng là nó hạn chế những cái sự can thiệp của chính phủ và của doanh nghiệp của nó. Rồi, tôi cảm ơn bạn anh Thân ha. Bây giờ tôi sẽ tiến hành nhận xét và tôi cũng góp ý một vài cái nội dung mà liên quan đến cái phần 2.1 tới 2.2 mà các bạn thuyết trình này. Thứ nhất, ở cái phần nội dung từ 2.1 đến 2.2 á, cái nội dung cốt lõi của nó ở đây là gì? Là nói về cái trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Thì tôi cũng đã nói các bạn rất là nhiều lần, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp là một khái niệm mới ở Việt Nam của mình chứ không phải là trên thế giới. Trên thế giới người ta đã nghiên cứu rất là lâu rồi, được chưa? Như vậy khi tiếp cận cái khái niệm về, hay nói khác rằng á, là cái vấn đề về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ở đây á, thì mình nên quan tâm đến bốn cái thành phần chính của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Thứ nhất là kinh tế, thứ hai là pháp lý, thứ ba đạo đức và từ thiện, được chưa? Thì đối với lại cái trách nhiệm về mặt kinh tế có nghĩa rằng ở đây người ta nói á, là khi một doanh nghiệp thực hiện hoạt động bắt đầu kinh doanh thì phải có kinh tế. Kinh tế để làm gì? Để duy trì được cái hoạt động của doanh nghiệp. Đó là cái trách nhiệm đầu tiên. Được chưa? Có thể đảm bảo được cái doanh nghiệp đó hoạt động và phát triển. Trách nhiệm thứ hai, trách nhiệm về pháp luật. Thì như vậy á, điều dĩ nhiên nếu doanh nghiệp vi phạm pháp luật là cái doanh nghiệp này không thể nào tồn tại được. Cho nên cái trách nhiệm bắt buộc thứ hai mà doanh nghiệp phải đảm bảo đó là trách nhiệm về mặt pháp luật. Đó. Trách nhiệm thứ ba là trách nhiệm về mặt đạo đức. Thì đạo đức và pháp luật nó đi đâu với nhau, nghĩa là nó bổ trợ cho nhau. Khi mình tuân thủ pháp luật có nghĩa rằng là mình có đạo đức, đúng không nhỉ? Khi mình có đạo đức đồng nghĩa với việc là mình có tuân thủ pháp luật, được chưa ha? Rồi, cái trách nhiệm thứ tư đó là trách nhiệm về mặt từ thiện. Thì như vậy cái vấn đề đạo đức và từ thiện là những cái trách nhiệm được gọi là cái vấn đề hoạt động tùy ý của doanh nghiệp. Có nghĩa là đây là những cái trách nhiệm, hay nói cái khác là những cái hoạt động liên quan đến đạo đức và từ thiện, là những hoạt động không bắt buộc. Các bạn lưu ý ha. Như vậy bốn thành phần chính thì thành phần kinh tế là phải bắt buộc, có nghĩa rằng khi doanh nghiệp có kinh tế thì mới duy trì được hoạt động. Cái thành phần thứ hai là pháp luật, khi doanh nghiệp tuân thủ pháp luật thì lúc này doanh nghiệp mới tồn tại được. Được chưa? Còn cái trách nhiệm về mặt đạo đức và từ thiện là hai cái trách nhiệm mà gọi rằng là những cái trách nhiệm, những cái hoạt động liên quan đến nó là những cái hoạt động cộng đồng mong đợi, chứ không phải rằng là doanh chứ không phải rằng rằng là một xã hội bắt buộc doanh nghiệp phải có. Được chưa? Cho nên á, khi các bạn phân tích trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, phân tích bốn khía cạnh giúp tôi, được chưa? Đó. Và các bạn nên hiểu rằng á là nếu như mà một doanh nghiệp không thực hiện hoạt động trách nhiệm xã hội, khi nãy tôi vừa hỏi bạn Lan Anh đó, nếu như một doanh nghiệp không thực hiện hoạt động từ thiện thì cái doanh nghiệp đó có được gọi là có trách nhiệm đối với xã hội không? Doanh nghiệp đó có được gọi là doanh nghiệp có trách nhiệm đối với xã hội, bởi vì rằng là ở đây tôi xét những cái khía cạnh, thứ nhất là mặt kinh tế và pháp lý là nó tuân thủ đầy đủ, được chưa, nó đảm bảo. Cho nên á là khi nó có kinh tế để duy trì hoạt động, khi nó tuân thủ pháp luật để nó tồn tại, được chưa? Thì như vậy lúc này nó đã đảm bảo được hoạt động kinh doanh của nó rồi. Như vậy khi có kinh tế trả lương đầy đủ cho người lao động, được chưa? Tuân thủ pháp luật, không vi phạm pháp luật, đó, không sản xuất hàng cấm,
là sản phẩm không, gọi là phẩm không phải rằng là ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đúng chưa? Đó, cho nên nó rằng là gì, khi mình phân tích trách nhiệm xã hội doanh nghiệp thì phải phân tích bốn khía cạnh đó, chứ không phải chỉ phân tích ở một khía cạnh duy nhất, đó là hoạt động từ thiện. Các bạn nên nhớ nha, nên hiểu nó như thế. Có nghĩa rằng là khi một cái doanh nghiệp thực hiện động từ thiện thì các bạn nói rằng cái doanh nghiệp đã có trách nhiệm với xã hội, không phải như thế, được chưa? Cho nên họ lưu ý bốn khía cạnh chính của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, được chưa? Thì ở đây thông thường tôi thấy rằng á, khi mà các bạn phân tích hay các bạn nói về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp thì các bạn hay đề cập đến các vấn đề về hoạt động từ thiện, đúng chứ không phải là sai, nhưng nó chỉ ở là một cái khía cạnh nhỏ thôi đó. Giống như khi nãy bạn Lan Anh đã nói, nó chỉ là một khía cạnh nhỏ của một cái doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động trách nhiệm xã hội, được chưa? Rồi, đó là cái nội dung thứ nhất khi mà các bạn đề cập đến các vấn đề về hoạt động trách nhiệm xã hội, để dạng bốn thành phần chính của nó. Và tiếp theo ở đây nữa thì có những cái lập luận chống lại, có những cái lập luận mà ủng hộ về hoạt động trách nhiệm xã hội. Thì tôi cũng mới vừa đặt cái câu hỏi cho các bạn nhóm B, thì bạn anh Thư cũng đã trao đổi thảo luận á, thì tôi cũng đồng tình với quan điểm các bạn. Tuy nhiên tôi bổ sung thêm này, các quan điểm thứ nhất, doanh nghiệp không được trang bị đầy đủ các cái nguồn lực để thực hiện hoạt động trách nhiệm xã hội, đây là các quan điểm hoàn toàn sai và không được ủng hộ. Vì sao? Tôi ví dụ khi doanh nghiệp sản xuất một sản phẩm an toàn, đúng vậy, như vậy lúc này doanh nghiệp có đầy đủ nguồn lực để kiểm soát hay là để kiểm tra được sản phẩm này an toàn hay không? Chắc chắn có. Như vậy doanh nghiệp đầy đủ các chuyên gia để kiểm tra rằng sản phẩm này có đáp ứng được sức khỏe của người tiêu dùng hay là không, được chưa? Cho nên khi sản xuất sản phẩm đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng, đây là một trong những cái hoạt động mà đảm bảo về cái việc thực doanh nghiệp thực hiện hoạt động trách nhiệm xã hội rồi, đúng chưa? Đó, nó đề cập đến cái doanh nghiệp đó có thực hiện hoạt động trách nhiệm xã hội. Cho nên cái lập luận mà nói rằng là doanh nghiệp không trang bị đầy đủ các nguồn lực để thực hiện hoạt động trách nhiệm xã hội, đây là cái quan điểm là không hoàn toàn chấp nhận được, được chưa ha? Đó, bác bỏ ha. Tiếp theo, trách nhiệm xã hội là cái việc của nhà nước, không phải của doanh nghiệp, không phải là như thế, được chưa? Nếu như thì cũng lấy lại cái ví dụ lúc nãy các bạn hình dung đơn giản thôi, nếu như doanh nghiệp sản xuất sản phẩm không đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng, đúng chưa? Như vậy lúc này trách nhiệm là của ai? Của doanh nghiệp, đúng chưa? Cho nên lúc này á, sản xuất sản phẩm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng cũng là một trong những cái khía cạnh, trong những là một trong những cái hoạt động mà để kết luận rằng doanh nghiệp đó có trách nhiệm đối với xã hội, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, cộng đồng tin dùng sản phẩm của doanh nghiệp, được chưa ha? Giảm khả năng cạnh tranh toàn cầu thì khi nãy bạn anh Thư cũng phân tích, tôi cũng đồng tình. Tuy nhiên ở đây á, thì các bạn thấy rằng là gì? Nếu doanh nghiệp thực hiện hoạt động trách nhiệm xã hội, giống như tôi lặp lại cái phân tích của bạn anh Thư ha. Nếu doanh nghiệp thực hiện hoạt động trách nhiệm xã hội có nghĩa là cái chi phí của nó gia tăng. Khi chi phí nó gia tăng thì như vậy lúc này là cái giá của sản phẩm nó cũng sẽ gia tăng, đúng không? Thì giá sản phẩm của nó sẽ gia tăng, giá thành nó gia tăng thì giá bán nó cũng tăng thôi. Nếu như giá bán nó tăng thì cái khả năng cạnh tranh của nó cũng khó với là với những cái doanh nghiệp gọi là cái đối thủ cạnh tranh, đồng ý. Tuy nhiên bây giờ mình xét ở khía cạnh này, nếu doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động trách nhiệm xã hội, sản phẩm được người tiêu dùng tin dùng, đúng chưa? Như vậy lúc này á là cái doanh nghiệp nó mở rộng thị trường, hay nói cách khác rằng là gì, cái doanh thu của doanh nghiệp có gia tăng không? Chắc chắn có, đúng vậy. Như vậy khi mà doanh thu doanh số của doanh nghiệp được gia tăng thì như vậy lúc này là cái hoạt động kinh doanh của nó có tốt không? Có. Và như vậy lúc này khả năng cạnh tranh của nó như thế nào? Cũng có thể cạnh tranh được, đúng chưa? Như vậy lúc này á, khi mà các bạn phân tích giảm cái khả năng cạnh tranh toàn cầu thì các bạn có thể phân tích ở hai cái khía cạnh, như là bạn anh Thư hoặc là như những cái quan điểm của tôi vừa nói ra, là tôi bác bỏ nó. Để vậy thì tôi đưa ra những cái minh chứng, tôi đưa ra những cái lập luận. Còn nếu như bạn đồng tình với nó thì hẳn là bạn phân tích theo hướng của bạn anh Thư, được chưa ha? Hoặc là các bạn có thể phân tích theo hai chiều hướng, đồng ý đều được cả, được chưa ha? Rồi đó là những cái lập luận mà chống lại, thì tôi cũng phát gọi là hả là bác bỏ những cái quan điểm mà chống chống lại cái việc thực hiện một trách nhiệm xã hội, được chưa ha? Còn đối với cái lập luận ủng hộ ở đây á, thì khi mà doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động trách nhiệm xã hội thì lúc này là doanh nghiệp sẽ là hạn chế được những cái sự can thiệp, tránh nghĩa là sự can thiệp chứ không phải là những cái quy định đó, hạn chế được những cái can thiệp của chính phủ, của nhà nước. Thì nó cách khác ở đây các bạn thấy rằng nếu như doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động trách nhiệm xã hội, ví dụ sản xuất sản phẩm an toàn, được chưa, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, thực có một có những cái quỹ thực hiện hoạt động trách nhiệm xã hội tại doanh nghiệp, hay nói khác là gì, doanh nghiệp hình thành một cái quỹ thực hiện hoạt động từ thiện, nó lồng ghép trong cái mô hình kinh doanh,
nó coi như là một cái khoản chi phí cố định của doanh nghiệp khi thực hiện hoạt động trách nhiệm xã hội một cách đều đặn hàng năm hoặc là hàng kỳ hàng tháng. Được chưa? Như vậy lúc này á, có doanh nghiệp này nhà nước có nên là họ là kiểm tra nó thường xuyên không? Chắc chắn là không rồi, đúng chưa? Đó, cho nên ở đây ấy, người ta nói rằng là khi mà doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động trách nhiệm xã hội thì nó hạn chế, nó tránh được những cái sự can thiệp của chính phủ khi mà cái doanh nghiệp này thực hiện tốt hoạt động trách nhiệm xã hội. Được chưa? Các bạn hiểu chưa ha? Rồi đó là những cái góp ý của tôi đối với lại cái nội dung chương số 2 phần 2.1 và 2.2, được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ đánh giá cái phần trình bày của các bạn này. Thật ra các bạn là lớp, tôi nhắc lại cái là tôi nói đây nói lại rất là nhiều lần, các bạn là lớp K42. Cho nên là cái yêu cầu nó có khác, cái kỳ vọng của tôi nó sẽ cao hơn so với các bạn ở K43 và K44. Bởi vì K43, K44 là những thế hệ trẻ hơn, cho nên á có thể rằng là các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm bằng so với K42, được chưa? Cho nên là tôi đánh giá là cái kỳ vọng của tôi cao hơn và đánh giá khắt khe hơn, được chưa? Cho nên tôi đề nghị rằng là các bạn phải tương tác và thảo luận hay nói khác rằng là tôi không nói các bạn cần phải, tôi không cần nói là yêu cầu các bạn phải tự tin nữa, bởi vì đó là những cái kỹ năng mà các bạn đã học trong những cái học phần khác, nó khác là trong những cái năm học trước đó rồi, được chưa? Cho nên lúc này các bạn biết mình phải làm gì. Thứ nhất nội dung là các bạn chưa có một cái sườn để mà mọi người theo dõi cái nội dung của các bạn trình bày cụ thể nó là gì. Tôi ví dụ phần 2.1 đến 2.2 đúng không ạ, về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp thì các bạn nên có một cái sườn cụ thể là định nghĩa, thì các bạn trình bày những nội dung gì, các bạn nên đưa những cái sườn như vậy để mà mọi người có dễ dễ theo dõi hơn những cái nội dung các bạn muốn truyền tải đó. Thì nội dung các bạn chưa nó rõ, chưa có rõ ràng, chưa tóm tắt được những cái nội dung chính, nghĩa là chưa đưa ra những cái sườn bài để mọi người theo dõi khi các bạn là truyền tải nội dung hay là thuyết trình, được chưa ha? Cho nên lúc này tôi đánh giá về mặt nội dung của các bạn ở mức gọi là chỉ 75% thôi. Về mặt hình thức thì slide của các bạn thì chắc là kinh nghiệm, cho nên các bạn là slide thì đẹp, tôi không có đánh giá, nghĩa là tôi không có ý kiến gì về slide hết. Tuy nhiên á, nếu như các bạn lồng ghép những cái video, những cái hình ảnh bắt mắt này, những cái nội dung nó liên quan đến cái hoạt động trách nhiệm xã hội này. Ví dụ các bạn đưa ra một cái video về cái việc là một cái doanh nghiệp nào đó thực hiện không tốt hoạt động trách nhiệm xã hội, hoặc là cụ thể ví dụ như là một công ty bột ngọt Vedan chất thải ra cái sông Thị Vải chẳng hạn, như vậy đúng chưa? Thì các bạn có thể là đặt ra những câu hỏi cho những thành viên trong lớp của mình để mọi người có thể là tương tác, trao đổi, thảo luận tốt hơn, đúng không? Cho nên là về mặt hình thức tôi cũng đánh giá các bạn không cao, cũng ở chỉ có mức độ gọi là 77% thôi, được chưa ha? Thì khi mà các bạn là nhóm thuyết trình hay nói cách khác rằng á, là các bạn là host, gọi là host cái nội dung hôm nay á, thì các bạn là người gọi là điều hành lớp học đó, cho nên các bạn có quyền gọi bất kỳ một cái thành viên nào trong lớp để tương tác, trao đổi, thảo luận với các bạn đó. Đối với thuyết trình thì là mỗi một bạn có những kỹ năng thuyết trình khác nhau ha. Đối với bạn phi á, thì chưa có tự tin, và đa phần tôi thấy rằng là các bạn trong nhóm các bạn nhìn slide và các bạn đọc là chủ yếu, chứ các bạn chưa thực sự là hiểu bài và gọi là một người thuyết trình gọi là thực sự á. Cho nên là lúc này tôi đánh giá bạn Phi ấy, ở mức độ là 80% này. Bạn Khánh Huyền cũng nhìn slide mà đọc và cũng chưa thực sự là thuyết trình, giải thích nội dung cũng chưa rõ ràng, chưa mạch lạc, cho nên lúc này tôi đánh giá là 76%. Bạn Thanh Lâm 78, bạn Như Quỳnh tốt hơn chút xíu, tốt hơn chút xíu. Tuy nhiên thì các bạn thấy đó, trong quá trình các bạn thuyết trình mà một thành viên nào đó người hẳn là điều khiển slide, nhưng mà các bạn cũng chả có biết được là slide của mình nó chạy ở đến đâu, đó nó đang trình chiếu ở cái nội dung nào. Cho nên lúc này là tôi đánh giá bạn tốt hơn chút xíu, cho nên là lúc này tôi đánh giá 81%, mặc dù có những cái hạn chế như thế ha. Anh Thư thì thực ra tôi thấy bạn Anh Thư là một người tốt hơn so với lại những thành viên khác trong nhóm, cho nên tôi đánh giá bạn Anh Thư là giỏi hơn, cho nên là 87%, được chưa? Đối với bằng thảo luận này, tương tác thì nhóm của mình là có 1, 2, 3, 4, 5 bạn, đúng chưa ha? Nhưng mà chỉ có một mình bạn Anh Thư tương tác và thảo luận, những bạn còn lại tôi chẳng không không thấy có sự tương tác thảo luận gì hết. Cho nên lúc này là tôi đánh giá cái sự tương tác thảo luận của bạn Anh Thư là 90% ha, bởi vì bạn tương tác thảo luận rất là tốt, đưa ra những cái quan điểm, cái lập luận gọi là thuyết phục, được chưa? Cho nên tôi đánh giá bạn là 90%, những thành viên còn lại chỉ ở mức độ trung bình, đó là 50% mà thôi.
Rồi, được chưa ha? Đó là cái phần đánh giá của tôi, được chưa? Thì tôi đánh giá rất là chi tiết, cho nên là các bạn lưu ý. Thì tôi cũng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi, nếu như mà các bạn học với cái tinh thần này thì là chỉ ở mức độ gọi là trung bình khá thôi. Đó, còn nếu như các bạn đầu tư tốt hơn thì nó sẽ được đánh giá cao hơn, được chưa? Rồi, các bạn có câu hỏi gì liên quan đến cái phần 2.1 đến 2.2 của chương số 2 không ha? Nếu như các bạn không có câu hỏi nào nữa thì mình nghỉ giải lao chút xíu, sau đó thì là mình sẽ vô phần 2.3 tới 2.10 của nhóm B của lớp kế toán, được chưa? Rồi, mình nghỉ giải lao chút ha.